muốn mua xoài mà người ta không bán, mình không bán người ta nói người ta bẻ ra cho hả? Bây giờ là ông phải chạy theo để ông. Hello mọi người, sắp sửa đi về thành phố. Trước khi đi về thì mình có ngỏ ý là mình mua một mớ xoài về làm quà cho người thân. Ai da, nhưng mà cái anh chàng này là anh lại chủ vườn hả? Chủ vườn mà anh của Hiếu nè, mà anh chả nói là chả không có đi. Này mận mà. Khoan nữa, tôi gắn rồi. Ô mận. Đây. Ôi da. Ôi da. Đây vườn, vườn gì đây? Trời ơi, tôi muốn mà nó mọc đầy lên trời kìa. Muốn này mới ngon nè. Muốn này là con muốn nước nè. Đây, ông bạn mới vừa hái một trái cái mận. Cái mận ngon không? Đó, tươi. Ngon mà. Rồi không? Không có giỏi. Bự rất à. Mình có nhà ý là mua mới xoài về làm quà cho người quen, người thân. Nhưng mà ông nó không có bán. Để ông hái ông đưa. Trợ là muốn ngon quá. Hả? Đâu? Cây đó. Đó, xoài đỏ, xoài ấy nào. Nè, xoài Đài Loan nè. Đâu từ 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 mày ơi. Đây là xoài lon nè. Trời ơi xoài của ổng kìa. Nó rụng dưới đất luôn. Chua nha. Thấy chưa? Đó. Đây vẻ nè, chừng chục trái trong được rồi. Nó đỏ luôn. Nó đỏ nữa. Ôi, cái đầm này nó ghê hồn không, nhìn cái đầm nè. Đâu 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 coi coi. Trời đất ơi. Đó, nhiều quá được rồi. Thôi, bao nhiêu rồi. Thôi, chắc này lấy xài đỏ không? Đâu có xài đỏ hả? Xài đỏ rồi sao? Cũng Đài Loan nữa. Trời ơi, cây xoài với một cây không là mấy trăm trái luôn trời. Hai đùm là xong, đem trăm chứ. Đây có gì. Bẻ nguyên cái sống như vậy nè, nó còn giòn nguyên si rồi, được rồi, rồi xong rồi. Vậy xong rồi. Rồi sao đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Rồi, thấy chưa? Đó, gì coi nè, đó. Hả? Nhiều thôi một chút xíu thôi. Càng đẹp nữa. Là... À, cái này là cái hình mà nó tím tím. Xài lông đỏ. Đây, đây xài lông đỏ nè, đây đây, đây mới thấy rồi, mới thấy đẹp quá. Ơ chứ mẹ, gớt. Thôi đủ rồi. Đây đây. Đây. Trời ơi. Nặng thấy mà. Rồi, được rồi, thôi được rồi. Được rồi. Nặng quá. Vô. Trời ơi. Ổi. Ổi. Quá trời luôn. Đừng té nha. Má đi cắt. Ổi đụng bể đầu nha. Thôi thì ổi đụng bể đầu. Trời ơi. Ý da ổi. Thấy cây nó bẻ xuống không? Thấy trái cây người ta chưa? Má biết đường đi. Thấy đường nào ta? Đây nè. Đi mà không biết đường vô. Ủa bộ vườn trái cây mà đi mà không biết đường vô luôn. Giờ bỏ tiền ra mua cái vườn là trồng là có vậy thôi, có gì đâu. Thấy chưa? Đó.
đầu nha. Đã không? Đã ăn mọi người. Rồi lấy cái bao bỏ vô hay lấy cái thùng cũng được. Có thùng giấy không? Rồi đây là một thành quả bữa đi chơi ngày hôm nay, có mua nhưng mà theo bây giờ chở về mà chở mới căng á, tại vì có xe đa thôi. Xe đa thì gã là sao? Thôi lấy mình ngủ đi mày, treo hai bên á. Với cái thùng đó là ông ta về chở hai người sao mà chở? Chở ổng, Hiếu chở ổng. Lấy cái thùng mà để em trước cái xe của em phải không? Bỏ cái thùng quách luôn. Đây giờ mấy cái chạy của em kia trên kia luôn. Để cứu luôn hả? Cũng giờ về mới thấy là đúng rồi, quê. Cái bịch của em rồi bỏ vô đó luôn. Dạ, em có ổ cho đầy thùng. Ổ cái đó là cái gì? Mày tính thùng mà. Thùng hả? Ừ. Có hai cái ổ mới ổ đi. Không có, người khác tao có tính tiền. Người khác tao không tính tiền. Dạ. Không, người khác tao không tính tiền. Gửi đúng không? Rồi. Tính tiền. Rồi để cái kia lên. Giác lại. Lục lục vậy. Để cái kia. Dạ, lấy cái nắp lên. Lấy đồng cao gì giác. Dán đây. Dán cái cầm bên này nè. Nè. Đây, tôi biết dán mà, dân tấm hàng chuyên nghiệp mà gì. Ok, like chút xíu, like chút xíu để biết là mình có quà ở ở miền quê lên. Xoài đã, xoài này mấy bà là chấm nước mắm mắm đường phải không, mắm đường mắm ruốc gì đó là hết sảy luôn. Ok rồi, đây là chủ nhân nè, xin cảm ơn anh nha, cơm rất nhiều bộ với mọi người ở trong gia đình nha, cảm ơn bà, cảm ơn tất cả mọi người nha. Rồi.